Cháo của ăn mày. Ngày xưa, có một vị bá tước nọ rất giàu có, sống cùng với ba cô con gái của mình. Ông này là người vô cùng độc tài và cực kỳ ưa nịnh, chỉ thích nghe những lời nói ngọt ngào. Dạ, con mời cha dùng trà, con vừa pha loại trà cha thích nhất, cha dùng luôn cho nóng ạ. Trà ngon. Bà con của ta, từ nhỏ đến lớn, các con sống với ta mà không có mẹ, các con có yêu cha không? Dạ, tất nhiên là có rồi thưa cha. Vậy các con yêu cha như thế nào? Ta muốn các con nói cụ thể và thật lòng mình. Ôi, con yêu cha như yêu chính cuộc đời mình vậy. Tốt, quả đúng là con gái cả ngoan của ta. Còn con thì yêu cha hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Rất tốt, ta thật sự rất vui mừng khi có một người con như con gái à. Ừ, thế còn con yêu cha như thế nào? Con yêu cha như à, phải rồi, như thịt tươi yêu muối thưa cha. Hả? Con vừa nói cái gì cơ? Tình yêu với ta mà con nói thịt với muối sao? Thịt tươi yêu muối ư? Chả có ý nghĩa gì cả. Thật đúng là ngớ ngẩn mà. Sao em ấy lại có thể nói thế với cha được chứ? Vậy có nghĩa là con không yêu cha, vậy thì cút ra khỏi nhà ngay. Cha, con xin cha đừng làm như vậy mà. Con chỉ là không biết cách nói thôi cha ơi. Trời tối thế này con biết đi đâu bây giờ ạ? Cha không thương con sao cha? Con đừng hòng biện minh nữa. Những lời nói của con đã chứng minh tất cả rồi. Con không thấy hai chị của con trả lời nhanh chóng và gọn ghẽ thế à? Đấy mới là những lời nói thật lòng. Đi đi, đừng để cha thấy mặt con nữa. Cha, không mà cha ơi. Cha. Thế là cô Út bị đuổi ra khỏi nhà. Cô buồn bã, lang thang bước đi trong rừng. Cô đi mãi, cuối cùng gặp một đầm lầy đầy những cây lau sậy. Sao cha nỡ đuổi mình đi chứ? Biết đi đâu để kiếm sống mà có cái ăn bây giờ. Mình không thể xuất hiện với bộ dạng này được. Sao chẳng ai thuê mình làm việc đâu. À, phải rồi, mình sẽ đan một chiếc áo choàng từ những đám lau sậy này. Như thế sẽ không ai nhìn ra mình nữa. Giờ thì đi được rồi. Nhưng biết tìm việc gì bây giờ? À đúng rồi, các nhà giàu có thường rất cần nhiều người giúp việc. Mình sẽ đến đó hỏi xem sao. Những công việc đó không quá khó khăn với mình. Không còn cách nào khác, mình phải cố gắng thôi. Nếu không, mình sẽ chết trong cái đói, cái rét mất. Có ai ở nhà không? Cho cháu hỏi nhờ với. Cô hỏi ai? Dạ, ở đây có cần người giúp việc không ạ? Ở đây đủ người rồi, cô hãy đi tìm chỗ khác đi. Cháu xin bà, cháu không biết đi đâu nữa. Xin bà hãy nhận cháu, việc gì cháu cũng có thể làm được ạ. Nhưng ở nhà này đã đông người lắm rồi, cô thông cảm. Cô sang làng bên hỏi nhà khác thử xem sao nha. Bà ơi, cháu năn nỉ bà mà, cháu hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, không nề hà bất cứ việc gì cả. Bà nhìn xem, quần áo của cháu còn phải đan bằng dây lao này. Cả đêm rồi cháu không có chỗ ngủ. Bà thương tình, bà nhận cháu với. Thôi được rồi, nhìn cô cũng hiền lành, thật thà. Thôi thì ở lại đây làm công việc dọn rửa bếp núc đi. Dạ, cháu cảm ơn bà nhiều lắm. May quá, mình có chỗ trú chân rồi. Mình không phải lo không có cái ăn, không có chỗ ngủ nữa. Có điều mặc bộ này thấy hơi khó chịu. Thôi, mình chịu khó vậy. Mình cũng không nên cho mọi người biết thân thế của mình, kẻo lại có chuyện không hay. Thế là cô Út ở lại giúp việc cho gia đình giàu có nọ. Cô rất chăm chỉ, làm đủ mọi việc từ quét dọn đến rửa nồi niêu, bát đũa. Nhưng lúc nào cô cũng khoác trên mình chiếc áo choàng lau sậy và không nói với ai về tên thật của mình. Vì vậy, mọi người hay gọi cô là cô lau sậy. Này lau sậy, lau sậy à, ta có chuyện vui báo với cháu này. Tối nay có tiệc vũ hội ở lâu đài gần đây đó. Ông chủ đã cho phép tất cả người làm chúng ta được đi cùng. Cô cũng chuẩn bị đi đi.
Dạ thôi, cháu không đi đâu ạ. Cháu thấy hơi mệt, mọi người cứ đi đi ạ. Ta thấy cháu làm việc vẫn nhanh nhẹn mà. Thôi, đi đi cháu, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội này đâu. Sẽ ăn được ngon này, được xem nhảy múa nữa. Vui lắm đấy lau sậy ạ. Dạ, để cháu suy nghĩ thêm bà nha. Chẳng mấy khi mình được thoát khỏi bộ quần áo này, mình sẽ đi tham dự cho vui vẻ như lời bà quản gia nói. Lâu nay mình không được mặc bộ đồ đẹp rồi, mọi người sẽ không nhận ra đâu. Khi mọi người vừa đi khỏi, Lâu Sậy trút bỏ chiếc áo choàng xấu xí, trở lại là một cô gái xinh đẹp rồi đi đến vũ hội. Thật là một cô gái xinh đẹp. Ôi, nhìn gương mặt thanh tú biết bao nhiêu. Cô ấy sẽ nổi bật nhất đêm nay cho mà coi. Không biết chàng trai nào sẽ có vinh dự được nhảy với cô ấy ta. Chào cô, tôi là Alex. Cô có thể vui lòng nhảy với tôi được không? Em rất sẵn lòng. Dạ, cô gái kia đẹp quá. Cậu chủ của chúng ta có vẻ rất thích cô ấy. Đúng đó, từ lúc cô ấy xuất hiện, cậu ấy dường như không thể rời mắt khỏi luôn. Được nhảy cùng nàng thực sự là một điều vinh hạnh đối với ta. Chúng ta nhảy thêm một bài nữa nha. Muộn rồi, em xin phép được về trước. Nhưng nàng còn chưa cho ta biết tên với chỗ ở của nàng nữa mà. Lâu Sậy ơi, hôm nay cô không đi thật là tiếc đó. Có chuyện gì hả bà? Hôm nay ở vũ hội xuất hiện một cô gái rất là xinh đẹp. Cậu chủ nhà ta đã phải lòng cô gái ấy rồi. Cô gái xinh đẹp lắm sao? Thật tiếc vì cháu không được nhìn thấy. Có khó cái gì đâu, tối mai vũ hội lại tiếp tục. Cô hãy đi cùng với chúng tôi là sẽ thấy ngay mà. Mình nhất định không cho ai biết bí mật này. Mai mình sẽ tìm cách để lại được nhảy cùng chàng. Chàng thật là tình tứ và rất đẹp trai. Tối hôm sau, vũ hội lại tiếp tục. Nhưng Lâu Sậy lại cáo bệnh, từ chối đi cùng gia đình nhà chủ, rồi âm thầm thay xiêm y đến đó, và lại say đắm trong điệu nhảy du dương cùng cậu chủ trẻ. Và đến đêm cuối cùng, cậu chủ đã tặng cho nàng một tín vật. Đã 3 đêm rồi mà nàng vẫn chưa cho ta biết tên và nơi ở của nàng. Đêm này là đêm cuối cùng chúng ta được gặp nhau tại vũ hội này. Ta có một món quà muốn dành tặng cho nàng. Chàng tặng quà cho ta sao? Như vậy có được không vậy chàng? Ta và chàng mới gặp nhau thôi mà. Ta đã quý mến nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi. Chỉ tiếc là nàng vẫn giữ kẻ với ta thôi. Ta xin lỗi. Ta có điều khó nói, mong chàng hiểu cho. Nếu có thể, nàng hãy đến tìm ta nha. Nếu không được gặp lại nàng, ta sẽ buồn chết mất. Vâng, nếu có duyên, nhất định chàng sẽ nhận ra ta. Nàng nhớ phải tìm ta đó. Những ngày sau đó, cậu chủ đã đi khắp nơi để tìm Lâu Sậy, nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết nào của nàng. Vì quá nhớ thương nàng, cậu chủ đã phát bệnh. Con trai, con gắng gượng dậy ăn chút gì đi chứ. Nhìn con thế này, cha không đành lòng chút nào. Con ạ, sao con có thể vì một người con gái mà hành hạ bản thân mình như thế chứ? Con làm mọi người rất lo lắng đấy, con biết không? Trời ơi, con cứ thế này, bệnh càng nặng hơn mất. Con nói gì đi chứ? Cậu chủ cứ thế này không ổn đâu ạ. Để tôi đích thân xuống bếp nấu cho cậu ấy bát súp. Vậy bà mau đi đi. Bà nấu gì thế? Ta nấu súp cho cậu chủ. Cả tuần nay vì thương nhớ người đẹp nên cậu ấy không chịu ăn uống gì rồi. Nhưng không biết cậu ấy có ăn được không nữa. Bà để cho cháu nấu rồi mang lên cho. Cháu sẽ dỗ cậu ấy ăn cho bằng được. Vậy ta trông cậy cả vào cháu nha. Dạ vâng ạ, bà yên tâm, cháu sẽ cố gắng. Chứ cậu chủ cứ như vậy không tốt cho sức khỏe của người. Thật là một cô bé tốt bụng và hiểu chuyện. Cậu chủ, cậu hãy uống tạm bát súp này đi. Cậu còn không ăn sẽ kiệt sức đó. Mang đi đi, ta không ăn. Chiếc nhẫn này ở đâu ra? Tại sao ngươi lại có nó chứ? Tôi cậu làm tay tôi đau quá. Nói, là người lấy trộm đúng không? Người trộm ở đâu? Mau nói ra. Chiếc nhẫn này là của em mà. Có người đã trao cho em. Cô nói cái gì? Của cô ư? Không thể nào có chuyện đó. Nếu cô không nói thật, tôi sẽ trừng phạt cô thật nặng. Cô nói nhanh đi. Em nói thật mà, không phải em ăn trộm đâu thưa cậu chủ. Chàng ấy nói cái này là món quà dành tặng cho em mà. Nhưng nhìn cô đâu giống. Nàng ấy xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ấy như một nàng công chúa vậy. Cô không phải nàng ấy.
Cô nói đi, sao cô có nói chứ? Có phải nàng ấy đưa cho cô không? Nàng ấy ở đâu rồi? Cậu chủ, xin cậu chủ bình tĩnh. Cậu đợi em một chút, sự thật sẽ rõ ngay thôi. Là em đây, chàng có nhận ra em không? Trời ơi, đúng là nàng rồi. Nàng đây rồi. Sao mấy lâu nay nàng không nói gì với ta cả? Nàng có biết ta ngày đêm thương nhớ nàng? Cứ nằm ngủ là ta lại thấy khuôn mặt và điệu nhảy uyển chuyển của nàng. Vâng, lâu nay em vẫn ở trong nhà chàng mà. Chỉ là em không dám, cũng chưa có cơ hội bày tỏ cùng với chàng. Em xin lỗi đã để chàng nhớ mong em mà thành ra ốm đau như thế này. Bây giờ chàng ăn hết bát súp này đi nha. Tất nhiên rồi, gặp lại nàng là lòng ta như trảy hội, mọi mệt mỏi trong người dường như biến mất. Nàng ơi, thời gian vừa qua ta nhận ra ta không thể sống thiếu nàng được. Nàng đồng ý làm vợ ta nha. Nhưng chàng không chê em là người giúp việc sao? Ta không quan tâm tới điều đó đâu. Ta chỉ cần nàng thôi. Nàng có bằng lòng ở bên cạnh ta không? Dạ, em đồng ý. Vì tấm lòng chân tình của chàng, em sẽ nói cho chàng một bí mật. Thật ra em là con gái của bá tước Biboran. Vì cha giận em nên em mới ở đây. Kể ra nhờ vậy mà em được gặp chàng đó. Thật vậy sao? Vậy hôm đám cưới tụi mình, cha nàng sẽ đến dự đám cưới chứ? Em nghe cha nói cha có thân quen với ông chủ, nên chắc chắn sẽ có mặt thôi. Em cũng muốn nhân ngày hôm đó cha con em có dịp hiểu nhau và cha không còn giận em nữa. Nhất định là vậy rồi. Có gì cần giúp nàng cứ báo với ta nha. Dạ vâng, em cảm ơn chàng. Cậu chủ vui mừng khôn xiết khi được gặp lại người trong mộng của mình. Cả hai nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Rất đông khách khứa tới tham dự, trong đó có cả người cha của Lâu Sậy. Nghe nói hôm nay bá tước Biroban cũng đến dự tiệc phải không bà? Dạ vâng, thưa cô chủ. Vậy hãy chuẩn bị một bàn tiệc thật đặc biệt dành riêng cho ngày ấy nha. Đặc biệt ư? Cô chủ muốn chúng tôi làm như thế nào ạ? Tất cả các món ở bàn tiệc đó tuyệt đối không được cho tí muối nào. Nhưng như thế làm sao khách ăn được? Bà cứ làm theo ý của ta, rồi bà sẽ hiểu vì sao ta phải làm như thế. Dạ vâng ạ, tôi sẽ nhớ lời của cô chủ dặn. Dạ, cảm ơn bà. Mời các quan khách vào bàn tiệc và thưởng thức những món ăn mừng cho con trai và con dâu của chúng tôi. Trời ơi, sao thịt lại nhạt nhẽo thế này? Hình như không có muối thì phải. Thật là khó để ăn. Thịt mà không cho muối thì còn gì là ngon nữa chứ. Con yêu cha như... như... À, phải rồi, như thịt tươi yêu muối thưa cha. Trời ơi, giờ thì ta đã hiểu ý nghĩa câu nói của con. Ta đã trách nhầm con rồi. Giờ con đang ở đâu thế? Cha, con ở đây. Ôi trời ơi, con gái của ta là... là con sao? Con rất nhớ cha. Cha không trách con nữa chứ? Ta xin lỗi con, ta sai rồi. Con hãy tha thứ cho cha nha. Cha hiểu được lòng con là tốt rồi. Con biết là thịt không muối rất khó ăn. Giờ con sẽ sai người đổi các món khác lại cho cha nha. Cha biết rồi, tất cả là dụng ý của con, để cha hiểu được đúng không? Cha đúng là hồ đồ quá, nên giờ mới nhận ra được. Mọi thứ đã qua hết rồi thưa cha. Chỉ cần cha hiểu con, luôn yêu cha là con vui rồi. Chỉ trách, ta chỉ thích nghe những lời đường mật của kẻ khác, làm con phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. Nào, chúng ta không nói chuyện quá khứ nữa nha cha. Cha hãy đi cùng với con sẽ giới thiệu cha với chồng con. Từ đó, vị bá tước nọ không còn ưa những lời nói ngọt ngào nữa. Ông hiểu ra rằng những lời nói chân thật xuất phát từ con tim mới là điều đáng trân quý. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!